Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội nêu điều kiện tổ chức chợ hoa xuân lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2022. Sơn La phong tỏa khi cả bản là F0, F1. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, vi phạm giao thông có thể bị phạt đến 75 triệu đồng. Công ty Việt Á có bị thu hồi huân chương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị chức năng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án kịch bản đáp ứng phòng chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra. Sở Y tế Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian sau mùa đông xuân, thực hiện nghiêm các chỉ đạo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các sở ngành khác cần căn cứ tình hình dịch bệnh triển khai các hoạt động phù hợp, tổ chức thực hiện trang trí đẹp văn minh ở những khu vực trung tâm, các tuyến phố chính, khu vực không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và những điểm tổ chức lễ hội, du lịch. Năm 2021 là một năm ngành du lịch của Điện Biên tiếp tục ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đánh giá, trong năm, lượng khách đến Điện Biên mới chỉ đạt khoảng 345.000 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch giảm 2,24% so với năm 2020. Do vậy, để thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch tỉnh đã có nhiều giải pháp để kích cầu, để mạnh phát triển du lịch. Để kích cầu phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các chương trình chiến dịch xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. Cùng với đó là tăng cường tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại vùng Tây Bắc, đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh, từ đó có kế hoạch liên kết kích cầu phát triển thị trường du lịch. Trong thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa kích cầu phát triển du lịch với nhiều hình thức đa dạng, xây dựng các sản phẩm kích cầu và các sản phẩm du lịch nội tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thu hút du khách đến với Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, tại Sơn La, hai ngày vừa qua, phiên hình bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Nà Bó, huyện Mai Sơn đã không còn yên bình khi trở thành ổ dịch lây nhiễm cộng đồng với 124 F0 và cả bản đều là F1, F2. Chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của tất cả lực lượng tổ chức điều tra truy vết, xét nghiệm tầm soát các trường hợp liên quan đến các ca bệnh để khoanh vùng, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Con đường dẫn vào bảng phiêng hình xã Nà Bó đã xuất hiện những chốt kiểm soát dịch bệnh như thế này. Tất cả những người đi qua đây đều phải thực hiện khai báo y tế. Bản phiêng hình đã được phong tỏa tạm thời với phương châm tầm soát rộng, phong tỏa hẹp để kịp thời xử lý ổ dịch phát sinh không gây xáo trộn đến đời sống của người dân. Chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ tăng cường lực lượng từ công an huyện cho công an xã Nà Bó để thực hiện cái nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cái việc ra vào bản trong cái thời gian tạm thời phong tỏa, phối hợp với bên trung tâm y tế tiếp tục truy vết khoanh vùng các cái phạm vi ảnh hưởng của dịch. Bản phiên nghị có 88 hộ dân với 442 nhân khẩu. Ngay khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã truy vết sàng lọc, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao. Sở Y tế đã cử đoàn cán bộ gồm 40 y bác sĩ xuống tăng cường tham gia hỗ trợ chuyên môn các đơn vị y tế huyện Mai Sơn khám sàng lọc, truy vết, điều tra dịch tễ, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn. Ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với công an, các cái bộ phận chức năng thì sẽ thần tốc truy vết để làm sao mà sớm nhất để bóc tách được F0 ra khỏi cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để điều trị cho các trường hợp đã F0. Đến nay, ngoài bản phiêng hình, toàn huyện đã truy vết được hơn 1.000 trường hợp F1, gần 2.000 F2, đưa 124 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào khu điều trị F0 của huyện. Các F1, F2 không đủ điều kiện cách ly tại nhà được đưa đến cơ sở cách ly tập trung. Ngày 26 tháng 12, tại trường tiểu học Quyết Tâm, thành phố Sơn La, phát hiện 3 ca F0 đầu tiên. Tại ổ dịch này đã lan rộng sang một số trường khác. Hiện ổ dịch chưa xác định rõ nguồn lây, có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 12, toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều đã cho học sinh dừng đến trường ở nhà học online.
Sau khi có những ca mắc ngoài cộng đồng, đặc biệt các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại trường mầm non Bế Văn Đàn, tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tâm, thành phố Sơn La đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố, các xã phường, các lực lượng chức năng tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca F0, tổ chức test nhanh COVID-19 cho toàn bộ học sinh và cán bộ giáo viên của các trường có học sinh là F0. Hiện đã có tổng số 35 ca F0, chủ yếu là học sinh, 346 F1 và 853 F2. Đối với kết quả hôm nay là có 24 ca F0 của lớp 4A1, thì sau khi nhận được cái thông tin của danh sách của bên y tế gửi về thì nhà trường đã thông tin tới tất cả các bậc phụ huynh là để chuẩn bị cho các con cái tâm thế, và cái thứ hai nữa là chuẩn bị tất cả những cái đồ dùng để y tế yêu cầu là đưa các con đi cách ly tập trung và chữa trị các những ca F0. Các trường hợp F0 mới phát sinh ngay trong đêm ngày 28 tháng 12 đã được đưa đi cách ly, điều trị tại khu vực cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xem xét đánh giá điều kiện cách ly và ra quyết định cách ly hoặc điều trị tại nhà đối với một số trường hợp F0, F1 đủ điều kiện, đồng thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi xác định đây là các cháu nó nhỏ, nó cần đến cái sự hết sức sự quan tâm của các thầy, cô giáo, các phụ huynh. Đặc biệt là cái trách nhiệm của ban chỉ đạo thành phố cũng như các cấp các ngành để làm sao đó các cháu ổn định tâm lý và chăm sóc như là các cháu ở gia đình. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng phức tạp, thành phố đang tiếp tục rà soát, truy vết, khoanh vùng toàn bộ F1, F2 liên quan đến các ca bệnh, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đảm bảo quy mô thu dung khoảng 200 bệnh nhân tại khu cách ly tập trung phòng, tổ chức vận hành các trạm y tế lưu động để hướng dẫn, chăm sóc, xử lý rác thải y tế và hỗ trợ các trường hợp điều trị F0 tại nhà. Những ngày cuối năm dương lịch, theo ghi nhận nhu cầu rút tiền mặt của người dân ở Hà Nội có gia tăng nhưng không quá đột biến, thậm chí nhiều cây ATM vắng bóng khách hàng. Thay vì phải xếp hàng lâu mới tới lượt, thậm chí các cây ATM hết tiền, thì năm nay bạn Hoàng Long rút tiền khá dễ dàng. Đây là tình trạng chung tại một số cây ATM trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm nay tôi đi rút tiền tôi thấy ít người, bởi vì là cũng thứ nhất là cái quá trình mình sử dụng tiền điện tử ấy và chuyển khoản cũng như là những cái giao dịch thông qua internet thì bắt đầu nhiều hơn, và khi mà rút tiền như thế này thì công đoạn nó được rút ngắn. Theo dự báo, nhu cầu rút tiền mặt dịp Tết năm nay không tăng mạnh do thanh toán online lên ngôi và thu nhập của người dân cũng giảm vì dịch bệnh. So với em quan sát thì mọi năm tầm này thì mọi người rút tiền ở những cây ATM thì rất là đông, nhưng mà với dạo thời gian gần đây thì là do mọi người sử dụng thẻ rồi các ứng dụng chuyển khoản banking thì cái việc mà mọi người rút tiền ở cây này đã giảm đi nhiều. Covid-19 đã ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của người dân, vì thế khả năng công nhân tập trung rút tiền mặt tại ATM, tại các khu công nghiệp sẽ ít xảy ra hơn. Yếu tố quan trọng thứ hai là xu hướng chuyển từ dùng tiền mặt sang thanh toán qua di động sau 2 năm Covid-19 vừa qua. Xu thế thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến, mà không chỉ là cái người tiêu dùng người ta thích sử dụng các phương thức thanh toán này, mà bản thân là từ phía mà các đơn vị mà thương mại dịch vụ người ta cung cấp cái hàng bán hàng thì người ta cũng có xu thế là hai bên sẽ tiến hành thanh toán với nhau thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Dưới tác động của cái dịch Covid thì cái thu nhập và cũng như là cái chi tiêu của người dân trong năm nay, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những cái nó sẽ thắt chặt hơn so với bình thường. Dự báo năm nay người dân sẽ không lo việc quá tải các cây ATM. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng hoạt động và đáp ứng nhu cầu, Ngân hàng Nhà nước cũng đã hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngân hàng chi nhánh. Trong đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia NAPAT, đơn vị cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, có thể xử lý tới 7 triệu giao dịch chuyển mạch mỗi ngày mà hệ thống vẫn thông suốt. Đến thời điểm này, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành thi công 3 công trình giao thông trọng điểm và một số dự án công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, với tổng số vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. 3 dự án giao thông do Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm nay. Đó là dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường DH72, DH74 huyện Kim Động, đường giao thông đoạn từ DH73 đến điểm đối DH59B xã Nhuế Sương, huyện Khói Châu, và đoạn đối từ DH66 xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đến điểm giao DH60 xã Chính Nghĩa.
Ngoài ra, huyện cũng làm chủ đầu tư và hoàn thiện 3 trên 3 công trình. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, huyện cũng đang triển khai đầu tư, khởi công mới trên 20 công trình về giao thông thủy lợi, cụm dân cư, xây dựng cơ bản. Để thực hiện đúng kế hoạch, huyện giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư huyện tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý giám sát các nhà thầu, thực hiện đúng hợp đồng quy định. Luật sửa đổi, luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân đã được nâng lên thành 75 triệu đồng thay vì 40 triệu đồng như trước đây. Điều này sẽ mang lại hiệu quả tác động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Kể từ khi ra đời, Nghị định 100 của Chính phủ quy định mức xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức, nhận thức cho các chủ phương tiện. Dù mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng, nhưng vẫn có không ít tài xế bất chấp quy định vi phạm. Để đạt được tính răn đe và kỷ cương pháp luật hơn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118 quy định chi tiết một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Đáng chú ý, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đã được nâng lên thành 75 triệu đồng. Hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà nó xử phạt nó mức tăng nặng, nó sẽ rất nặng hơn so với trước. Thì cái ý thức tham gia của người dân chắc chắn tôi nghĩ là nó sẽ nâng cao hơn. Luật xử lý vi phạm hành chính này sẽ là một cái liều thuốc đặc trị hữu hiệu để mà xác định những ai mà coi thường cái luật về an toàn giao thông. Khi mà họ tham gia giao thông thì nó sẽ là cái liều thuốc để mà chữa trị những cái căn bệnh mà coi thường cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tăng mức xử phạt là phù hợp nhưng cũng sẽ gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Bởi với mức phạt như hiện nay, để xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã có rất nhiều chủ phương tiện chây ì, không chấp hành. Chất dân đe, giáo dục phòng ngừa có những cái khó khăn đó là cái việc mà thi hành cái biện pháp cưỡng chế cũng như thi hành cái việc mà xử phạt thì có lẽ nó sẽ có khả năng có khó khăn hơn. Vì cái mức xử phạt như vậy là tăng lên là gần 50%. Tăng lên gần gấp đôi so với mức hiện hành từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng có thể gây khó khăn cho cái việc thi hành đối với người vi phạm. Hy vọng với việc nâng chế tài xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông sẽ mang lại sự chuyển biến tốt từ ý thức của người tham gia giao thông. Nhân dịp đón năm mới Nhâm Dần 2022, từ nguồn xã hội hóa, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút đầu tư đưa vào hoạt động một số tuyến đường ánh sáng nghệ thuật trên các khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt, với hàng chục loài hoa, biểu tượng đặc trưng của Đà Lạt được kết hợp từ những ánh sáng kỳ diệu, tạo nên những điểm nhấn độc đáo về đêm cho thành phố hoa, qua đó giúp cho người dân du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong dịp năm mới này. Đường Trần Hưng Đạo, phường 10. Đây được xem là tuyến đường đẹp nhất của thành phố Đà Lạt. Bên cạnh những sắc thắm của cỏ cây, hoa lá, giờ đây tuyến đường này lại còn được tô thắm thêm những biểu tượng của thiếu nữ áo dài cách điệu và hoa mai anh đào rực rỡ được kết hợp từ những ánh sáng nghệ thuật độc đáo. Qua đó đã tạo nên những vẻ đẹp huyền ảo cho một Đà Lạt về đêm làm say đắm lòng người. Em rất là thích không khí ở trên này, với lại con người trên này rất là thân thiện. Mọi thứ đều rất là ổn, sáng với lại là lung linh. Mọi thứ em thấy rất là ok, tại vì nó thấy nó rất là đẹp. Nên nó là nơi mà em lựa chọn là một nơi rất thích hợp để sống và nghỉ ngơi sau những ngày bộn bề của công việc. Năm mới thì em chúc mọi người an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài. Với lại chúc cho Việt Nam mình mau chóng qua đi mùa dịch để kinh tế được phát triển. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường trung tâm khác của Đà Lạt cũng được khoác thêm những màu áo mới của hoa và biểu tượng độc đáo về văn hóa con người Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa Đà Lạt nói riêng. Thành phố Đà Lạt là một thành phố ôn đới duy nhất trong lòng của một đất nước nhiệt đới. Vì vậy, nằm trên một cái cao nguyên, địa hình rất đẹp và lãng mạn, thì quan điểm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch là sẽ có một cái Đà Lạt, bên cạnh sự tĩnh lặng đó sẽ có một Đà Lạt thăng hoa, một Đà Lạt đẹp với không chỉ là hoa thật, hoa tươi, là những con người của những cái cư dân thông minh, mà sẽ là những cái đèn chiếu sáng nghệ thuật có mục đích để làm sao đường phố Đà Lạt sẽ lung linh về đêm, thu hút du khách.
trong một cái sự ấm áp và lung linh, huyền diệu của một cái đêm Đà Lạt đáng cho một cái sản phẩm du lịch mới. Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn không ngừng thay đổi và xây dựng thêm nhiều điểm nhấn mới lạ, hấp dẫn, khiến cho mỗi người khi đến với Đà Lạt để rồi đều thêm yêu thành phố này. Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang xôn xao khi đầu năm nay, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á được tặng huân chương lao động hạng 3, nhưng mới bị Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự. Dư luận đang băn khoăn, vậy Công ty Việt Á có bị thu hồi lại huân chương này không? Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 3 năm 2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã được Chủ tịch nước ký tặng huân chương lao động hạng 3. Câu hỏi đặt ra là Công ty Việt Á có bị thu hồi danh hiệu này hay không? Và trách nhiệm của đơn vị đã đề xuất khen thưởng Công ty Việt Á như thế nào? Khi mà xảy ra các cái vấn đề thì quả thực là cũng khá là khó khăn trong cái câu chuyện là để thực hiện các cái thủ tục để thu hồi hoặc là hủy bỏ các quyết định khen thưởng. Đấy, và hiện nay thì như trường hợp của Việt Á thì do Thành phố Hồ Chí Minh người ta đề nghị khen thưởng. Thế thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cái cấp trình khen để các đồng chí có quan điểm về cái vấn đề này. Thế còn câu chuyện sắp tới khi mà các cơ quan liên quan người ta xử lý và có những cái bản án dành cho các cá nhân thì lúc đó thì căn cứ vào các cái quy định cụ thể thì chúng ta tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Công tác khen thưởng thời gian qua có nơi, có lúc chưa thực hiện nghiêm túc, dẫn đến khen thưởng nhầm đối tượng, gây bức xúc dư luận. Cử tri người ta đòi hỏi là chúng ta phải xây dựng cái luật khen thưởng để cho nó đảm bảo phòng chống tiêu cực. Thì trong cái quy định của chúng ta cũng có cái khen thưởng xử phạt, cũng có cái định thu hồi về danh hiệu. Nhưng mà cái câu chuyện mà người ta đã cả một thời gian dài mà sử dụng cái danh hiệu đó, sử dụng cái thành tích đó để người ta tiến thân và cũng thông qua đó người ta đưa cả con cháu họ hàng người ta vào tất cả các vị trí rồi. Thì lúc đó thu lại một cái danh hiệu, thu lại được vài đồng bạc ấy, thì nó gọi là như này, giống như đổ cái bát nước xuống dưới bãi cát xong hót lên để vắt lên lại nước. Luật thi đua khen thưởng hiện hành ở chương 7 về xử lý vi phạm lại chỉ đặt ra việc hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận, tước danh hiệu vinh dự với chủ thể là cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật thi đua khen thưởng cần quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong khâu phát hiện, đánh giá thành tích, lập hồ sơ và chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng, cũng như giải quyết vướng mắc pháp lý khi thu hồi huân chương với tập thể như trường hợp Công ty Việt Á. Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi, về hành vi hành hạ trẻ em. Trước đó, vào khoảng 19h45 phút ngày 22 tháng 12, cảnh sát nhận được tin báo từ một bệnh viện ở quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Qua khám nghiệm, cảnh sát ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, vết thương được khâu phá, mờ cũ trên vùng mặt, nghi vấn bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong. Cảnh sát xác định Trang là người liên quan trực tiếp nên bắt khẩn cấp để điều tra. Bé A là con riêng của anh TH, còn Trang là vợ sắp cưới của anh TH. Tại căn hộ, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật tình nghi có liên quan. Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Luông Pha Băng Lào tổ chức phá chuyên án bắt giữ và di lý đối tượng có hai lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Tiến Dũng từ Lào về Điện Biên. Dũng có hai quyết định truy nã vào các năm 1994-1999 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi trốn trại, Dũng đã bỏ trốn sang Lào. Trong gần 30 năm trốn truy nã, Dũng tiếp tục móc nối với các đối tượng tại Lào và trong nước để tổ chức đường dây gồm 6 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Điện Biên. Dũng thường chọn những nơi xa xôi hẻo lánh tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do nước bạn Lào cấp để che giấu tung tích. Sau khi xác định được nơi ẩn náu cuối cùng của Dũng tại bản Don Tum, huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì đã chủ động vây bắt. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.